Là thị trường chứng khoán được Bloomberg đánh giá là hot nhất châu Á hiện nay, dẫn đầu khu vực về mức độ thu hút đầu tư nước ngoài so với GDP. Việt Nam đang có những cơ hội đầu tư hiếm có trong mắt các nhà đầu tư ngoại. Tuy nhiên, bên cạnh hy vọng thì vẫn phải thận trọng. Đó cũng là chia sẻ của ông Dominic Greven, chủ tịch Reagan Capital, quỹ đầu tư lâu đời và có quy mô lớn nhất Việt Nam trong một góc nhìn thị trường trưa nay. Mời quý vị cùng theo dõi. Nếu chúng ta nhìn cả nền kinh tế cái bức tranh chung thì có một số cái điểm nó khác với 10 năm trước mà chứng minh rằng cái nền tảng và chính sách về quản lý của nền kinh tế nó khá là chắc hơn trước. Tốc độ tăng trưởng tín dụng cách đây 10 năm là hơn 30%, năm nay là dưới 20%. Lạm phát cách đây 10 năm là hơn 10%, bây giờ là dưới 3%. Bộ chi ngân sách nhà nước trên 6%, 10 năm về trước, bây giờ là 3%. Thị trường lên càng cao thì người ta phải càng thận trọng, nhưng vẫn có thể hy vọng. Đây là một cái nguy cơ thật đấy. Chiến tranh thương mại ảnh hưởng đến cái giá trị xuất khẩu và cái khối lượng xuất khẩu, nó giảm cái hiệu quả trong việc xuất nhập khẩu nói chung. Cái thứ hai, nó làm cho các nhà đầu tư ngại trong việc đầu tư ra nước ngoài, cho nên nó ảnh hưởng đến cái lượng FDI, vốn FDI. Nhưng có lẽ cái lớn nhất đó là cái ảnh hưởng về tâm lý. Cơ hội ở Việt Nam nó thú vị hơn cái cơ hội ở các nước khác. Một là sự lớn lên của các thị trường vốn từ cái việc mà nhà nước cổ phần hóa rồi sau đó thoái vốn từ các công ty tư nhân mà đã là 20 năm, 30 năm. Bây giờ có cái quy mô và cái tinh thần là sẵn sàng IPO. Thì đây là một lý do mà cái giá trị vốn hóa của các sở giao dịch của Việt Nam lên từ 40-50 tỷ tới gần 200 tỷ đô la trong vòng chỉ có 2 năm mấy. Một cái yếu tố không thể thiếu là sự phát triển của cái khái niệm mà lâu nay chúng ta thấy là tiết kiệm và đầu tư là một, nhưng không hẳn như vậy. Tiết kiệm là mình không chịu mạo hiểm mà mình chấp nhận lãi thấp hoặc bằng không. Nhưng mà càng một cái nền tài chính nó phát triển thì càng người ta sang tới tiết kiệm, tới đầu tư. Đầu tư là gì? Đầu tư là chịu một cái rủi ro nhất định vì mình không cần phải nhìn thấy cái dòng vốn đó hàng ngày. Có thể mình mua cổ phiếu, có thể mình mua trái phiếu, có thể mình mua bảo hiểm. Những người như chúng tôi thì kỳ vọng rất nhiều năm rồi, các năm gần đây, thì cái xu hướng đó chúng ta có thể bắt đầu thấy lên như thế nào, sự lớn lên.